Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bất ngờ hai bộ cánh gây tranh cãi của mỹ nhân Việt lọt top 5 trang phục dân tộc đẹp nhất 2019. 2019 với sự thành công của loạt mỹ nhân giúp Việt Nam xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mới đây, Việt Nam lại một lần nữa được vinh danh trên Mixology, lọt top 5 quốc gia có quốc phục đẹp nhất năm. Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Tường Sang chính là hai gương mặt xuất hiện chiếm sóng. Tường Sang xuất sắc đứng vị trí thứ hai với bộ áo dài của nhà thiết kế Hồ Hoàng Ca Dao, được lấy cảm hứng từ hình ảnh trồng chầu về hướng mặt trời thường thấy trong kiến trúc của người Việt, thể hiện cho sự quyền uy, những điều cao quý trong văn hóa đất nước. Bộ cánh không khỏi gây choáng ngợp về độ hoành tráng, với chiều dài tận 3 mét, cùng hình rồng được đính nổi bật. Đó là chưa nói đến mấn đội đầu dù gặp sự cố, cũng là một vũ khí đắc lực khiến đại diện Việt Nam gây chú ý tại Miss International, Hoa hậu quốc tế 2019. Ở vị trí thứ 3 chính là Hoa hậu siêu quốc gia Ngọc Châu với bộ quốc phục mang tên Lạc Vũ. Ý tưởng của bộ trang phục lần này được lấy cảm hứng từ bức chạm phụ nữ trà kiệu cùng hình ảnh chim lạc. Tổng thể bộ quốc phục được thiết kế cực kỳ hoành tráng từ phần áo váy, đuôi áo, mũ và giày, tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi xuất hiện trên sân khấu. Bộ trang phục này được nhà thiết kế Lê Long Dũng, người từng giúp Khả Trang chiến thắng vận National Costume vào năm 2016. Điểm độc đáo nhất ở bộ trang phục này chính là tổng chiều dài hơn 5 mét, tính từ đỉnh lông ở phần chóp nón cho đến gót chân. Trong đó, truyền chiều dài nón là 1m2 và phần đuôi rơi vào khoảng 2,8m. Bộ quốc phục được ghép từ hơn 10.000 mảnh mới thành. Mặc dù xuất hiện trên sân khấu không có phần nón này do bị thất lạc, nhưng Ngọc Châu vẫn được xếp vào vị trí thứ 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.